này chuẩn bị lên cái mít này trước không ạ? Mít này cháy quá, cháy đem chùm luôn rồi. Ô, chơi luôn à? Ô, chùm này 4 cái luôn. Cái này nhỏ mà cái cháy ghê mà. Cái này cái gì kho được đó, mít nó già đó, cái nó già đó, này mình nằm đường dưới đây mà, gần dưới lần lớn cho anh nha. Cái mít thằng đó có lỗi, mít nó già luôn rồi.
Bên đây chú Tám không lên cây mít ngã đi, mít ngã nhiên. Nè nó lề nó xuống luôn nha, hạ gốc luôn. Đây thì làm anh chuẩn bị lên cái sòi nữa. Cái sòi này luôn nha ra chú ơi. Cho lộn ra nghe, nó máng lại đó. Liền ơi, liền. Liền ơi. Móc ông liền vô cho lộn cái. Không có mà nó giọt cái này nữa nè. Vị nhóm ngoại chút đi lộn ơi. Móc vô cho lộn ra cái. Thì mẹ nói sao? Chắc tốn, tốn hết không à? Thì mẹ chùa ha. Ừ. Bây giờ nè, cấp thêm 200, cấp tốn cũng tốn hết. Beep.
Thank you.
Vậy là xong nha bạn, mình để cái góc lên trên tay. Xin kết thúc clip này đây nha, hẹn bạn clip tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn. Mít bên đây nhỏ mà hết sức trái nha.